Ba Đô. Hành trình liễu sinh thoát tử, hộ niệm người lâm chung. Năm, nghi lễ cầu siêu quán đỉnh Trang Hoa. Đại lễ quán đỉnh Trang Hoa chuyển di tâm thức là một nghi lễ cầu siêu theo truyền thống Kim Cương Thừa, được các bậc Kim Cương Thượng Sư thực hiện một cách vô cùng kỹ lưỡng và cẩn trọng. A. Ý nghĩa và lợi ích của nghi lễ cầu siêu quán đỉnh Trang Hoa. Giáo lý Kim Cương Thừa dạy rằng, khi không thể siêu thoát mà trở thành một cô hồn vất vưởng, chúng sinh phải chịu đựng rất nhiều khổ đau, lang thang khắp nơi trong sợ hãi, đói khát, buồn khổ, tham chấp, sân hận và hối tiếc về kiếp sống đã trôi qua. Họ cũng phải trải nghiệm vô vàn khó khăn, uất hận và đau đớn khổ sở. Vì không thể siêu thoát và phải lang thang vất vưởng trong trạng thái oan hồn, nên chư hương linh và quỷ thần thường gây phiền nhiễu cho những người đang sống, những người thân và gia đình trong kiếp trước, khiến họ luôn phải chịu đựng sự phiền nhiễu, quấy quả đó và không thể có được đời sống yên ổn. Ngay lúc này, nếu có bậc thượng sư giác ngộ với tâm đại từ đại bi khai thị giáo pháp và ban gia trì thì sẽ lợi lạc vô cùng cho các vong linh. Sự hộ niệm của Ngài có thể giúp họ tức thời được siêu thoát thông qua các pháp tu trì thù thắng về bản tôn Đức Phật A-di-đà, Đức A-xuất bệ Phật hay Đức Quan Âm. Đặc biệt, thông qua pháp cầu siêu quán đỉnh Trang Hoa, bậc thượng sư thực chứng có thể nhập đại định và dẫn dắt thần thức của những hương linh đang phải gánh chịu khổ đau trong trạng thái trung ấm tới trước mặt mình, ban truyền giáo pháp về vô thường, khai thị cho họ biết chính tâm tham chấp của họ vào kiếp sống trước đây khiến họ bị kẹt trong trung ấm, không thể siêu thoát. Chư hương linh được khai thị, được tịnh hóa nghiệp chướng, được chuyển di tâm thức và được ban truyền quán đỉnh sẽ có cơ duyên xả bỏ mê lầm, phát tâm cầu giải thoát giác ngộ, vãng sinh về cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. Nghi lễ Trang Hoa vì thế chính là một trong những pháp tu vô cùng thiện xảo và thù thắng của Kim Cương Thừa, không chỉ giúp độ thoát hương linh mà còn giúp cho thân nhân người chết được giải thoát khỏi sự phiền nhiễu, bám chấp của hương linh và các lực lượng quỷ thần. B. Nội dung và trình tự thực hành nghi lễ cầu siêu quán đỉnh Trang Hoa. Một lưu ý quan trọng là lễ cầu siêu quán đỉnh Trang Hoa không được tiến hành trong vòng 3 ngày đầu sau khi người chết qua đời, để đảm bảo người đó đã chết một cách thực sự. Trừ khi tâm thức người đó đã được di chuyển nhờ khóa lễ Poa thì có thể thực hiện nghi lễ Trang Hoa ngay. Về mặt thứ lớp tu tập, trước tiên, bậc thượng sư được thỉnh cầu tiến hành nghi lễ này sẽ triệu thỉnh chư hương linh, quỷ thần, những thần thức còn đang lang thang vất vưởng trong thân trung ấm. Tất cả sẽ được triệu thỉnh, gần như thúc hối, gọi mời để đến trước đàn tràng nơi đang tiến hành nghi lễ. Sau đó, nhờ phương tiện thù thắng của Kim Cương Thừa, chư hương linh sẽ trụ trên bài vị. Họ sẽ chấp trì vào bài vị có ghi rõ tên của họ, giống như được nương tựa dưới chiếc ô hay một sự che chở vững chắc. Thông qua phương tiện thiện xảo này, chư hương linh đang lang thang sẽ tìm được chốn nương tựa và sự an bình, hy vọng. Tiếp đến, nhờ năng lực quán tưởng của Thượng Sư, tất cả những tội chướng mê lầm từ vô thủy kiếp của chư hương linh được tịnh hóa, sám hối. Các tội chướng này của hương linh được tượng trưng trong hình bò cạp làm bằng mè đen, sau đó một phần được đốt trong lửa trí tuệ, một phần được bỏ trong nước từ bi. Sau phần tịnh hóa, sám hối, bậc thượng sư thực hành nghi lễ triệu thỉnh và cúng dường Đức Phật A-di-đà để cầu xin trao truyền tứ quán đỉnh cho chư hương linh. Do hương linh không còn thân vật lý, nên họ chỉ thụ nhận được mùi hương của các phẩm vật cúng dường được đốt lên. Nương năng lực gia trì từ chân ngôn của chư Phật,
chư Bồ Tát, những cơn đói khát sẽ được xoa dịu. Trong nghi thức quán đỉnh chuyển di tâm thức Trang Hoa, bậc Kim Cương Thượng Sư chú trọng vào việc khai thị cho chư hương linh. Bằng năng lực thiền định siêu việt của mình, Ngài liên tục an trụ trong tâm từ bi, trí tuệ để dẫn dắt thần thức của hương linh vãng sinh tới cảnh giới tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. Trong đàn tràng, bậc Kim Cương Thượng Sư còn sử dụng những biểu tượng của tứ đại đất, nước, gió, lửa nhằm nhắc nhở chư hương linh không bám chấp vào thân thể của kiếp sống vừa qua. Bởi nếu còn sự bám chấp nặng nề vào bản ngã hay thân thể vật lý, thì chư hương linh không thể đạt được giải thoát. Theo lời Đức Phật dạy, mười phương pháp giới đều do tâm biến hiện. Tâm mê thì cảnh giới khổ đau hiện bày, tâm giác thì niết bàn an lạc hiện tiền. Chỉ vì từ vô thủy kiếp mê muội nên chúng sinh trôi lăn trong sáu đạo luân hồi, lúc sống bám chấp thân người, khi chết bám chấp ma cảnh, do đó mãi lưu lạc, khổ đau không biết đâu là nguyên nhân, nguồn cội. Nương nhờ ân đức gia trì, trí tuệ lực, từ bi lực và định lực của Kim Cương Thượng Sư, chư hương linh sẽ nhất thời được khai ngộ, trở về với giác tính của chính mình. Như vậy, cốt yếu của nghi lễ quán đỉnh Trang Hoa trong Kim Cương Thừa là bậc thượng sư cần an trụ trong đại định để tiếp cận, khai thị, dẫn dắt chư hương linh thoát khỏi sự bám chấp, lầm mê. Với phương tiện thiện xảo của phương pháp Trang Hoa, bài vị viết tên chư hương linh được họ chấp trì coi như thân mạng mình, nhờ đó họ có cảm giác được nâng đỡ, thúc đẩy lên cao và được hoàn toàn giải thoát khỏi sự dính mắc, đọa lạc trước đây. Trong phần cuối của nghi thức, bài vị này được đốt bằng lửa trí tuệ tạo thành khói. Khi đó, chư hương linh sẽ cảm thấy khinh an và không còn bị trầm chìm, đọa lạc trong lục đạo luân hồi. Trong lúc này, tên của chư hương linh được đọc to, rõ ràng, khiến họ có cảm giác mạnh mẽ rằng mình đang được bậc Kim Cương Thượng Sư, các huynh đệ Kim Cương và toàn bộ đàn tràng gia trì, hộ niệm, khiến họ tin tưởng rằng họ thực sự đang được giải thoát và chắc chắn được siêu sinh tịnh độ. Điều này hoàn toàn xác thực trong nghi lễ cầu siêu quán đỉnh Trang Hoa. Tiếp đến, tên và di ảnh của chư hương linh được tịnh hóa và gia trì bằng nước cam lồ và chân ngôn của Đức Phật A-di-đà, giúp chư hương linh nhận rõ bản chất vô thường và sinh tử của cuộc sống. Khi thấy rõ thân thể, tên tuổi của mình đã thực sự tan biến trong ánh lửa tam muội giác ngộ, chư hương linh có thể nhẹ nhàng từ bỏ mọi sự bám luyến, ràng buộc, dễ dàng siêu thoát về nơi tịnh thổ quốc độ. Sau cùng, bậc Kim Cương Thượng Sư cử hành pháp chuyển di tâm thức có công năng dẫn dắt, chuyển hóa thần thức của vong linh dung nhập với tự tính tâm của bản tôn Đức Phật A-di-đà và vãng sinh cảnh giới tịnh độ thù thắng, vi diệu của Ngài, chấm dứt quá trình thân trung ấm đầy đớn đau, tuyệt vọng và giải thoát khỏi luân hồi tràn ngập khổ lụy, phiền não. Như vậy, nghi lễ cầu siêu quán đỉnh Trang Hoa là pháp tu giúp tịnh hóa các ác nghiệp của chư hương linh, quỷ thần và trợ duyên cho họ được siêu thoát. Nghi thức này không chỉ giúp cho những thần thức mới bước vào giai đoạn ba đồ cái chết khi họ vừa từ bỏ xác thân tứ đại, mà còn vô cùng lợi lạc cho chư hương linh, quỷ thần lang thang vất vưởng đã lâu trong cõi u hồn. Om Banjara Sato Samaya Manapalaya Banjara Sato Tino Pati Chachado Mebawa Sato Kayo Mebawa Sapo Kayo Mebawa Anarato Mebawa Sarva Sada Mami Jayasa Sarva Karma Sada Me Sato Karya Ha 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 ho, Bangawan Sarawata Thangai.
Samaya Sama.